Người cha ở Hà Nội lạnh gáy trước kịch bản ép phe của nhóm bạn đối với con gái, TikTok vào cuộc chấm dứt cơn ác mộng, đau xót khi phụ huynh là nguyên nhân chính. Thưa quý vị, trong khi cả nước đang truy tìm hung thủ vụ việc nữ sinh lớp 10 chuyên Vinh, thì mới đây, một người cha ở Hà Nội đã sốc và choáng váng trước kế hoạch nhóm bạn trong lớp ép phe với cô con gái mới chỉ đang học lớp 8 của anh. Thật không còn từ nào để diễn tả hành động này. Đến bao giờ chuyện ép phe cô lập mới hết đeo bám và ám ảnh ngành giáo dục Việt Nam? Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Theo đó, chia sẻ với Vietnamnet, anh Hắt xót xa khi sự việc diễn ra ngay tại một trường trung học cơ sở có tiếng tại Hà Nội, nơi con anh đang học lớp 8. Lớp con gái anh chia làm 3 nhóm chơi với nhau không phải vì lực học mà đơn thuần theo sự quan tâm sở thích. Nhóm của con gái anh có khoảng 7 bạn. Ép phe về tinh thần đến với con anh bắt đầu chỉ vì một việc rất nhỏ. Ngày lễ sinh nhật theo thông thường, việc bạn bè tặng quà cho nhau là theo khả năng và tùy tâm. Nhưng trong nhóm con tôi, có những người bạn thích việc được chỉ định món quà và những người bạn phải thực hiện theo yêu cầu đó. Một số cháu chỉ định những món quà có giá trị vật chất rất lớn, với những cháu gia đình cho sử dụng tiền thoải mái có thể tự quyết. Nhưng với nhóm còn lại là những gia đình không cho tự ý sử dụng tiền, con sẽ phải xin bố mẹ. Gia đình tôi thuộc nhóm không thả tự do cho con trong việc sử dụng tiền. Lần đó con ngỏ ý xin tặng bạn quà sinh nhật với giá mấy trăm nghìn đồng, tôi đã không hỏi kỹ và từ chối, bởi bình thường con không tiêu đến số tiền lớn đến như thế bao giờ. Không xin được bố mẹ, con đã tự tặng bạn một món quà được mua bằng số tiền ít ỏi mà con có, khoảng 30.000 đồng, anh Hắt kể. Việc này dĩ nhiên trái với lệ của nhóm, mặc dù trước đấy L, con gái anh Hắt chưa từng nhận quà do chưa đến lượt, từ đó con anh dính phốt và bị các thành viên trong nhóm cho rằng ki bo, keo kiệt. Ban đầu khi hòa thuận không sao, nhưng khi không hòa thuận nữa, mọi chuyện đều có thể trở thành căn nguyên của mâu thuẫn. Các thành viên trong nhóm bắt đầu ép phe con, anh Hắt kể. Thường đã tham gia nhóm này, rất khó để qua chơi nhóm khác và L rơi vào trạng thái cô lập khi đến lớp. Khoảng một tuần sau, khi đón con, anh Hắt dần cảm nhận con rất khác trước đây, không nói chuyện nhiều với bố. Thường ngày trên đường tôi hay hỏi con chuyện ở lớp, nhưng giai đoạn đó con không kể nữa, về nhà tôi cũng không thấy con nói chuyện trường lớp. Bình thường con là người rất chủ động trong việc giờ giấc bài vở để đến trường. Nhưng những ngày sau đó, con rất chần chừ trong việc đó, bất kỳ một điều gì đều có thể trở thành lý do để không phải đến trường, anh Hắt kể. Khi đó anh Hắt nói với vợ theo dõi hành động của con khi ngủ cùng. Để ý vợ tôi mới thấy rằng 2-3 đêm liền, con gặp ác mộng vùng vẫy dãy ruộng, có lẽ khủng hoảng tâm lý trên lớp như thế nào đi vào giấc ngủ như thế. Đến ngày thứ 10, mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Sau này, con cũng kể khi đến lớp các bạn vây quanh hò hét trước mặt, con đã không chịu được và khóc từ tiết này sang tiết khác. Cô giáo thấy vậy liền gọi tôi đưa con về bởi con nói mệt. Anh Hắt chủ động nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên nhóm bạn này bàn nhau không nói ra sự thật. Các bạn khác trên lớp cũng nói không biết và sự việc như tảng băng chìm, vì vậy giáo viên chủ nhiệm cũng không có cách để giải quyết. Linh cảm có chuyện không ổn, anh Hắt chủ động tìm gặp phụ huynh của bạn thân L. Ở lớp còn có những người bạn thân, nhưng lúc xảy ra chuyện các bạn cũng chỉ dám âm thầm động viên, không dám đứng ra để ủng hộ. Bởi nếu ra mặt, ngay lập tức cũng trở thành nạn nhân như con tôi, anh Hắt chia sẻ. Sau chia sẻ, bạn thân của con cũng là thành viên của nhóm đã nói về tình hình lớp và nhóm bạn. Anh Hắt không thể ngờ con mình chính là nạn nhân trong góc tối của môi trường học đường. Những ngày đó, thông tin về con bị lan truyền trong lớp rất tiêu cực. Ở độ tuổi này, các con không lường hết hậu quả và do hội chứng đám đông dẫn tới những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ, không nghĩ việc mình làm là khủng bố tinh thần. Lúc đã chủ động bài xích, các bạn nghĩ ra nhiều thứ từ việc dựng chuyện, thậm chí các con lên cả kịch bản, phân công người này người kia, giờ ra chơi tổ chức hoạt động như thế nào để khủng bố tinh thần bạn. Việc này được bàn bạc lên kế hoạch hàng ngày, cụ thể hôm nay sử dụng cách này, ngày mai cách khác đều được phân công, anh Hắt kể. Nhóm bạn dựng chuyện để khiến L trở thành một người rất xấu trong lớp như định hướng, tạo dòng suy nghĩ, con lấy đồ của bạn này, bạn khác. Thậm chí nhóm bạn hệ thống lại những chuyện lâu nay đã xảy ra trong lớp nhưng chưa rõ ai làm và tìm cách hướng đến con. Bỗng chốc, con trở thành trung tâm của mọi sự rắc rối, anh Hắt kể. Nhóm bạn còn cử người nói các nhóm khác không cho L tham gia vào nhóm mới. Nếu trong trường hợp con tôi có ý định đến nói chuyện, tự khắc các bạn sẽ không tiếp xúc và lánh đi chỗ khác. Để định hướng nhóm kia, các thành viên nhóm này bày cách tung ra những thông tin xấu về L. Điều rất nguy hiểm theo anh Hắt là gia đình và bố mẹ gần như không biết tình cảnh mà con đang gặp phải. Nếu ở trường, con phải chịu đựng 10, về nhà cùng lắm con cũng chỉ bộc lộ ra 1-2 phần. Sau khi biết phần nào lý do, giáo viên chủ nhiệm cùng một số người bạn thân tìm cách âm thầm quan sát giúp đỡ con. Dần dần, những hành vi tác động đến tinh thần, gây áp lực lên con được cô giáo bắt đúng lúc và các bạn không thể chối cãi được nữa. Khi cô giáo nắm bắt được những việc cụ thể mới có thể làm việc được với nhóm bạn này, khi mọi việc rõ 10-10, nhóm học sinh mới nhận lỗi, cô giáo cũng liên hệ phụ huynh của nhóm bạn kia được biết sự việc để cùng tháo gỡ.
Sau đó, vợ chồng anh vẫn dành một tháng để tiếp tục quan tâm con sâu sát, đồng hành từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi tan trường. Thường 4 giờ 30 con tan học, khoảng thời gian đó tôi cố gắng 4 giờ đã có mặt tại trường. Đơn giản để con nhìn thấy mình mà yên tâm hơn, thay vì trước đây cứ ngồi trên xe đợi trước cổng trường, tôi vào tận khu vực phòng bảo vệ để ra khỏi lớp, con đã thấy bố. Anh Hát cho hay, nếu như phụ huynh không để ý và sự việc không được phát hiện sớm, chỉ trong vòng nửa tháng, hậu quả có thể khôn lường. Sau này con cũng kể, khi đến lớp các bạn làm phiền nhiều trò tách con ra. Nói khích, quấy rối khiến con sợ tới lớp. Có hôm ấm ức không chịu được, con nói mệt xin cô cho về. Sau sự việc, vợ chồng anh Hát cũng nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý, người thân, nói cho con hiểu rằng môi trường nào cũng sẽ có những nhóm chơi đồng chí hướng hoặc không và trong mọi hoạt động không thể lúc nào cũng có thể làm hài lòng tất cả các bạn. Đó cũng là lý do chúng tôi cùng con thống nhất không xin chuyển lớp. Tôi nói với con, nếu lúc nào cũng làm hài lòng được tất cả mọi người, con sẽ không phải là chính mình nữa. Con phải học cách lựa chọn, tức có thể chơi với bất kỳ nhóm nào, nhưng phải là chính mình. Con có thể chơi nhóm này hoặc nhóm khác và không nhất thiết phải hay chỉ chơi một nhóm. Thực tế sau này, việc bị ép phe trong lớp thi thoảng vẫn diễn ra với bạn này bạn kia. Nhưng con tôi đã không sợ nữa và chủ động trong việc lựa chọn người chơi, anh Hát kể. Nói về vấn nạn muôn thuở này, nhiều giáo viên thừa nhận chuyện ép phe bị cô lập trong học đường đang là vấn nạn chưa có lời giải của ngành giáo dục. Ông Hà Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình phân tích có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Tôi thấy rằng hoàn cảnh gia đình là một lý do khá lớn. Bên cạnh đó, học sinh có tâm lý lứa tuổi mới lớn, dễ đi theo bạn bè, thầy giáo này nói. Một lý do khác được thầy Tuấn nhấn mạnh là thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook, TikTok phát triển như vũ bão. Nhiều bạn trẻ thấy người khác đăng tải hình ảnh clip ảnh hưởng nhau nên cũng bắt chước thể hiện bản thân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội từng thông tin với Vietnamnet, thầy cô cha mẹ có thể nhận ra các dấu hiệu con bị khủng hoảng tinh thần với các biểu hiện mệt mỏi, mất hứng thú học tập. Các em thường xuyên đến trường muộn, lịch sinh hoạt, ăn ngủ thay đổi thất thường, khóc một mình, có cơn ác mộng, né tránh tình huống xã hội, luôn nói về chuyện ra đi. Thầy cô cha mẹ phải nói với con trẻ về cách ứng xử khi trở thành nạn nhân hay chứng kiến ai đó bị ép phe. Khuyến khích con hành xử theo cách ủng hộ việc dừng hành vi đó lại. Người thân cũng giúp con hiểu và cam kết không tham gia vào việc đó, chỉ để a dua theo nhóm bạn. Khuyến khích con tâm sự về nguy cơ bị cô lập với cha mẹ. Ở trên lớp, thầy cô làm mẫu hành vi ứng xử phù hợp và thân thiện trong lớp học, luôn khen thưởng, củng cố các giá trị về công bằng và yêu thương. Các em cũng cần được cung cấp kiến thức cho học sinh về ép phe và những chiến lược ứng phó cụ thể. Không né tránh coi như không có chuyện gì xảy ra. Cách tốt nhất, các em cần đứng lên thể hiện thái độ với hành vi xấu xa này, báo cáo và tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.